Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với blog tin thi thi Hy vọng rằng những thông tin được cập nhật hàng ngày trên kênh Sẽ là những thông tin bổ ích dành cho quý vị Đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình Chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào Nghệ sĩ Xuân Hương tiếp tục tố bị MC Thanh Bạch cầm dao rượt chém trốn chuyện tranh gối Những chia sẻ tiếp theo của nghệ sĩ Xuân Hương về cuộc hôn nhân hơn 13 năm trước Với MC Thanh Bạch đã khiến cho công chúng ngỡ ngàng sau khi khiến dư luận xôn xao trước những chia sẻ bất ngờ về chồng cũ Thành Bạch, nghệ sĩ Xuân Hương tiếp tục đăng tải phần 2, hé lộ hàng loạt những câu chuyện khó tin về cuộc hôn nhân với nam MC đình đám. Nghệ sĩ Xuân Hương nhớ lại, khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn, cô và Thành Bạch quyết định làm liều, nhận lời đi diễn ở các tù điểm. Cả hai đi diễn với vốn liếng chỉ có một tiết mục hài do Xuân Hương viết. Thế nhưng vì cách diễn hài không giống ai, như một luồng gió mới la thổi vào làng hài thành phố thời điểm đó, mà Thanh Bạch và Xuân Hương được công chúng chào đón rất nồng nhiệt. Lời chia sẻ phần hai của nghệ sĩ Xuân Hương như thế này. Thoát đói, danh bắt đầu nổi cũng là lúc mâu thuẫn nổi lên. Trên sân khấu cái tên nhóm hài Thanh Bạch Xuân Hương được khán giả ngưỡng mộ bao nhiêu, thì phía sau bức màn nhung, sự thật lại phú phàng càng phơi bày đến mức cười ra nước mắt như những tiết mục hài do tôi viết vậy. Những cuộc cây vã khắp mọi nơi, mọi lúc. Trong bữa cơm, giữa đêm khuya, trên đường đi công việc, trên đường đi diễn, với đủ mọi thể loại đề tài với bất kỳ lý do gì. Có lẽ anh thấy cuộc sống vợ chồng êm đềm quá cũng chán nên anh muốn làm ngược đời cho vui. Bất cứ tôi nói gì anh cũng chửi. Anh chạy xe quên gạt chóng tôi nhắc. Anh phản ứng nhanh, tiêu diệt gọn gàng ngày tức khắc. Tại sao cái gì em cũng canh me để nhắc anh hết vậy? Tha la để cho cái chân chóng làm té chết cho rồi. Nghe nhắc hoài thấy ghét lắm. Xuân Hương nhớ lại quần áo mặc xong đầy mồ hôi anh nhét hết góc này tới kẹt kia tới khi tìm thấy được thì nó đã trở thành xác con vật nào thối rớ tôi nhắc anh để quần áo dơ vô cái giò để khỏi mắc công đi tìm thì anh nả la phanh rất kịp lúc chỉ có cái chuyện cơm nước làm công việc nhà với giặt đồ thôi mà cũng không đi tìm quần áo dơ để giặt được sao mà bắt anh phải bỏ vô giò mới chịu thấy anh giận quá nên tôi sợ nếu cái lại anh thì sẽ làm ảnh hưởng đến thành kinh nghệ sĩ của anh vốn mong manh dễ vỡ và cũng làm sợ rất mẹ cái tính lãng mạn trong veo của anh nên thôi tôi đành im lặng. Anh thường ăn những bữa phụ ngoài bữa ăn chính. Ăn xong thì quăng chén đũa khắp mọi nơi. Từ trên bàn ăn cơm tới bàn làm việc trong phòng ngủ chứ không bỏ vào bồn rửa chén. Tôi không đủ tay đủ chân và thời giờ để dọn dẹp cho những chuyện trái khoái như vậy nên tôi nhắc anh anh thổi lại cho tôi một trận mưa với những ngôn từ rất lãng mạn. Tại sao em cứ bắt buộc anh phải theo ý em vậy? Kể từ khi cưới em, anh đã mất hết tự do, một người vợ không biết chiều chồng, không biết chăm sóc chồng là suốt đời em sẽ không có hạnh phúc. Tôi thấy mình có lỗi vô cùng. Càng có lỗi hơn khi anh vừa khóc vừa mép má tôi. Má coi, con là đàn ông bất hạnh nhất trên đời này, bởi vì con có một con vợ không biết thương chồng và hay nói con đi làm ra tiền mà ăn cơm xong nó bắt con phải rửa chén. Bởi vậy phải chi còn có con vợ căm thì con mới thấy hạnh phúc được. Rồi anh mét với má anh và cả em gái anh về tội ác tài đình của tôi. Nên mỗi lần gặp họ là tôi lại được giảng dạy những bài học về cách làm vợ cùng với những ánh mắt hình viên đạn của họ. Nếu tôi giải thích, đính chính thì lại được nghe tiếp. Nó là con cưng, từ nhỏ tới lớn tao không có đánh nó một roi nữa. Bay hỏng được nói gì nó hết trơn, Bây giờ nó làm ra tiền thì nó có quyền. Vậy đó, nhưng trước mặt công chúng thì chúng tôi là hai nhân vật sáng giá và hoàn hảo nhất. Cái mẫu lãng mạn không bao giờ ngừng chảy trong anh. Anh luôn tạo ra những bất ngờ trong mọi tình huống. Thí dụ như có nhiều khi nửa đêm thay vì ngủ thì anh lại kiếm chuyện gây lộn để tránh chuyện chăn gối với tôi. Gây đến nỗi khi anh đối lý thì anh có nhiều cách giải quyết mâu thuẫn rất lãng mạn. Anh đổ nước ra sàn nhà rồi nằm dãy dụ giống như con gì đang tắm bùn vậy cũng có khi anh vác dao rượt chém tôi không ngờ anh lại học thêm nghề phóng dao lúc nào không hay biết đáng lẽ tôi phải chạy vô nhà để giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa và cặp đôi hoàn hảo nhưng lực bắt tổng tâm vì tôi đứng ngay cửa cho nên tôi đành chạy ra đường hàng xóm được xem văn nghệ quần chúng do hai siêu sao trình diễn rất đông vui lại miễn phí do tay nghề chưa chuẩn nên con dao mổ heo không phập vào người tôi chỉ tội cái cửa rào phải bị hai vết thẹo chặt sâu đến bây giờ để minh chứng cho sự lãng mạn trong tình yêu của anh. Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy hối hận. Tôi tự trách mình tại sao lại không chịu hai nhát dao đó tha chết trong nhà để anh luôn giữ vững danh hiệu người nghệ sĩ, người chồng lãng mạn hiền hậu bị vừa ăn hiếp. Như anh vẫn hay than vãn với mọi người, nghệ sĩ Xuân Hương bọc bạch. Trước đó, nguyên nhân dẫn đến những chia sẻ của nghệ sĩ Xuân Hương là bởi vì trong một chương trình truyền hình mới phát sóng, MC Thành Bạch đã lần đầu tiên lên tiếng tiết lộ nguyên nhân ly hôn với vợ cũ. Nam MC Đình Đám cho biết, anh và nghệ sĩ Xuân Hương từng có một cuộc hôn nhân không hề lãng mạn và đó chính là nguyên do dẫn đến chuyện tàn vỡ 13 năm về trước. Trước những chia sẻ của chồng cũ thì nghệ sĩ Xuân Hương đã có những đáp trả khá căng thẳng, thậm chí cô cho rằng mình đã chuyển giới thành đàn ông trong thời gian sống chung với MC Thành Bạch. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hy vọng rằng những thông tin vừa rồi thực sự hữu ích dành cho quý vị. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để chúng ta nhận được thông báo mỗi khi có thông tin mới. Bây giờ chúng ta có thể nhắn tiếp vào đây và xem thêm một số thông tin khác. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau.